thêm hơn 190.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh được tiêm vắc xin Verocell. Theo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 194.435 người, đa số đều sử dụng vắc xin Verocell của Sinopharm. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho 194.435 người. Đại đa số sử dụng vaccine Verocell trên địa bàn 17 quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Bốn địa phương đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi là quận 5, quận 11, quận Phú Nhuận và huyện Cần Giờ. Như vậy thì từ 22 tháng 7 đến 16 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm vắc xin COVID-19 cho 3.783.924 người. Những người này đều có sức khỏe sau tiêm ổn định. Từ ngày 13 tháng 8 đến 15 tháng 8, số lượng vắc xin được tiêm chưa đến 200.000 liều. Tuy nhiên trong ngày 16 tháng 8, số mũi tiêm đã được thực hiện là 194.435 Tiến độ tiêm Verocell chậm hơn so với các loại vaccine khác nhưng đang có chiều hướng tăng sau mỗi ngày. Đến nay, qua 20 đợt phân bổ, thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Y tế cấp 4,4 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có 3,6 triệu liều vaccine AstraZeneca, 19.000 liều Verocell, gần 55.000 liều Pfizer và hơn 571.000 liều Moderna. Ngoài ra, thành phố có hai đợt nhập vaccine Verocell từ nguồn tài trợ của doanh nghiệp, mỗi đợt 1 triệu liều. Đợt đầu tiên nhập ngày 31 tháng 7 đã được Bộ Y tế kiểm định và đang triển khai tiêm. Đợt thứ hai đang được Bộ Y tế kiểm định.